Và thưa quý vị, nhân dịp xuân về, quý vị cũng biết là nhà nhà người Việt chúng ta hay tìm cho nhau những cành hoa mai, hoa đào cho ngày Tết. Nhưng cũng không quên tìm cho mình những câu đối rất là quan trọng, treo trong nhà thật sự trang nghiêm để cho một năm mới nhiều may mắn. Và cũng không quên tìm cho mình một câu đối thật nhiều ý nghĩa, treo trong nhà mang lại sự trang nghiêm cũng như là sự may mắn cho gia đình của mình trong một năm mới. Nếu nói đến câu đối Tết là một thú chơi tao nhã thể hiện sự tinh hoa chữ nghĩa của người Việt chúng ta. Sau đây Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng vào thăm nhà của một vị giáo sư. Vị giáo sư này sẽ cho Tuyết Nhi cũng như quý vị khán giả biết thêm về những ý nghĩa của câu đối trong ngày Tết. Sau đây Tuyết Nhi xin mời quý vị cùng vào bên trong. Con kính chào giáo sư. À, chào Tuyết Nhi, mời Tuyết Nhi vào nhà. Dạ. Tuyết Nhi xin kính chào giáo sư Đặng Phùng Vân và thưa quý vị, Tuyết Nhi rất cảm ơn giáo sư đã nhận tham gia chương trình ngày hôm nay. Nhân dịp xuân về, Tuyết Nhi của VTV xin kính chúc cho giáo sư cùng gia quyến một năm mới vạn sự như ý. Và thưa giáo sư cũng như thưa quý vị khán giả thân mến, nhân dịp xuân về thì người Việt chúng ta thường hay tìm về cho nhà mình những cành hoa mai, hoa đào trang trí cho ngày Tết. Nhưng cũng không quên một câu đối đỏ mang lại một sự may mắn trong một năm mới. Thưa giáo sư cũng như thưa quý vị, đúng thế, câu đối Tết là một thú chơi tao nhã chữ nghĩa của người Việt của mình. Vậy giáo sư có thế nào cho Tuyết Nhi cũng như quý vị khán giả biết đôi điều về câu đối đỏ ngày Tết được không giáo sư? Trước hết xin cảm ơn Tuyết Nhi. Nhân dịp Tết đến xuân về, chúc Tuyết Nhi và toàn thể gia đình vạn sự như ý, cũng như chúc quý vị khán thính giả đang nghe câu chuyện của chúng tôi khang an, hạnh phúc, mọi sự như ý. Về câu hỏi của Tuyết Nhi thì câu đối đó là nó nằm ở một trong rất nhiều những cái thể loại của văn hóa và văn chương Việt Nam. Thì có thể nói rằng nói chung nữa là cái văn chương Á Châu đó thì nó cũng phong phú như bất kỳ một cái loại văn chương nào trên thế giới. Nghe nói những câu đối thì thực sự ra nó là một trong những cái thể loại nằm trong những thứ như là vè, như là chuyện, chẳng hạn như chúng ta nghe chuyện Kiều, chuyện Lục Vân Tiên đó. Thì chữ chuyện ở đây hiểu theo nghĩa không phải ngày nay mà thời xưa đó, có nghĩa là chuyện là cái thể làm theo thể thơ lục bát, tức là thơ 6 chữ và 8 chữ riêng biệt của Việt Nam. Đó là chuyện, thí dụ như chuyện Kiều, chuyện Lục Vân Tiên. Rồi đến ngâm, ngâm thì chúng ta có thí dụ như Cung Oán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm Khúc. Đó là cái thể thơ của Việt Nam, là thể thơ song thất lục bát, tức là hai câu 7 chữ, một câu 6 chữ, câu 8 chữ, và bốn câu đó nó là phải có hiệp vận với nhau, tức là phải có vần. Thì đó là những cái thể thuộc về gọi là văn vần. Ở trong văn chương Việt Nam thì ngoài cái văn vần đó lại còn có biển văn, có cái nghĩa là những cái câu nói thông thường nhưng mà nó tiếp theo nhau mà nó cũng có cái vần với nhau. Và đến cái thể thứ ba là tản văn, tức là văn xuôi. Thì ngày xưa cũng làm văn xuôi, chẳng hạn như những cái chuyện mà chúng ta thấy như là những chuyện cổ như là Tam Quốc Chí chẳng hạn đó, của Trung Quốc, hay là những cái chuyện của Việt Nam làm theo cái thể văn xuôi. Thì về câu đối đó, thì chúng ta thấy rằng nói câu đối là phải tưởng tượng đó là gì? Đó là hai cái câu mà nó song song với nhau. Và được viết ra trên giấy, rồi sau đó lại còn được viết ra để mà treo lên. Thì đối là một cái hình thức chung của những cái thể loại văn chương mà tôi đã nói đến, chẳng hạn như là vè, như là chuyện, như là ngâm, như là phú, như là văn sách kinh nghĩa. Tất cả những cái đó nó phải đối nhau. Thì lát nữa khi mà chúng ta nói đến cái cụ thể về đối đó thì chúng ta sẽ hiểu gì. Đối thứ nhất là đối về cái âm, tức là bằng và chắc. Rồi đối về cái nghĩa, có cái nghĩa là ở trên đó, ví dụ như nói như con ruồi, thì ở dưới nói con kiến, thì con ruồi con kiến là đối với nhau, tức là nó cùng một cái thể loại. Bây giờ nói riêng về câu đối, thì như tôi đã nói lúc nãy đó, có nghĩa là câu đối là hai câu nó song song với nhau. Và vì là hai câu thành ra mỗi một câu thì gọi là một vế.
thì vì câu đối là một cái hệ thể loại văn mà có hai câu, thành ra hai câu thì có nghĩa là có vế, là vế trên và vế dưới. Nhưng câu đối lại còn có một cái đặc biệt này, là bởi vì đó là cái thách thức thử tài, thành ra một người ra một cái câu thì cái đó gọi là vế ra, rồi cái người kia phải đáp lại là làm cái câu khác đối lại thì gọi là vế đối. Và chúng ta nhớ rằng đối đó là đối như là về bằng chắc đấy. Và hai cái câu đối đó thì như thế nào? Hai câu đối đó là treo lên thì treo như thế nào? Là treo từ phía bên phải qua phía bên trái. Treo là treo từ phía phải qua phía trái. Có nghĩa là cái câu vế ở vế trên hay là cái câu mà người ta ra đó. Tức là tôi thí dụ như tôi đặt cái câu để mà ra để đố xem là Tuyết Nhi có đối lại được không. Thì cái câu đối đó phải treo ở phía bên tay phải. Rồi đến cái câu sau đó, tức là vế dưới hay là cái vế của cái người mà đáp lại đó, thì treo ở bên tay trái. Tại sao lại treo ở bên phải và bên trái? Là bởi vì chúng ta biết chữ Nho, tức là chữ Hán hay là chữ Nôm đọc nó khác với lại chữ nghĩa của Tây Phương. Có nghĩa là đọc từ trái qua phải, đọc từ trên xuống dưới. Thành ra bây giờ cầm một cái quyển sách mà viết bằng chữ Hán hay là chữ Nôm đó, mà nếu mà mở ra mà mở cái trang đầu đó thì đúng là cái người đó không biết chữ. Cầm cái quyển sách đó là phải mở từ cái trang cuối, và khi lật ra đó thì nhìn từ phía bên phải qua bên trái, và đọc là đọc từ trên xuống dưới. Thì câu đối cũng vậy, có nghĩa là khi chúng ta có hai câu là trong câu đối đó, thì cái người đọc phải biết thưởng thức như nào, phải biết là đọc từ phía bên phải và đọc từ trên xuống dưới. Thành ra ngày nay đó, nếu mà chúng ta viết câu đối bằng chữ Quốc ngữ đó thì chúng ta nhớ cũng phải theo cái luật đó. Có cái nghĩa là viết chữ Quốc ngữ nhưng mà vẫn phải viết từ trên xuống dưới. Và viết cái câu mà vế ra đó, hay là cái vế trên đó, thì là phải đọc từ trên xuống dưới. Rồi sang đến cái câu đối lại đó, tức là cái hàng chữ bên kia đó, là cũng đọc từ trên xuống dưới. Và cảm ơn giáo sư đã giải thích cho con cũng như quý vị khán giả biết là tường tận về câu đối. Thưa giáo sư, thì người Việt Nam của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không ít nhiều về văn hóa của Trung Hoa. Thì con được biết Trung Hoa cũng có câu đối, văn hóa Trung Hoa cũng có câu đối, và văn hóa Việt Nam mình cũng có câu đối. Thì không biết cái câu đối của người Việt Nam mình nó có những cái gì khác cũng hay những cái gì đặc biệt mà riêng của người Việt Nam mình không hả bác? Chứ thì như tôi đã nói, tức là câu đối là một trong những cái thể loại văn chương. Thành ra nó chứng tỏ gì? Nó chứng tỏ cái khả năng, cái kiến thức cũng như là cái sinh hoạt văn hóa của riêng một dân tộc. Thì nói chung là ở vùng Á Châu đó, thì chúng ta thấy là Trung Hoa, Việt Nam, Cao Ly tức là Triều Tiên, Nhật Bản sử dụng một cái văn tự chung. Thành ra cái nề nếp nó cũng có những cái chung, có cái nghĩa là câu đối người Tàu cũng có, người Việt Nam cũng có, người Cao Ly đó tức là người Đại Hàn ngày nay, hay người Nhật Bản cũng có những câu đối đó. Thành ra cái chung có cái nghĩa là cái hình thức làm câu đối là hai câu, tức là vế trên vế dưới, hoặc là cái người ra câu đối thì cho nên gọi là vế ra và vế đối. Rồi cái câu đối đó thì làm theo cái gì? Có thể làm theo bốn chữ, bốn chữ chẳng hạn như là cứu nhân độ thế, khuyến thiện trừng dâm, tức là cái vế trên nó là bốn chữ và vế dưới là bốn chữ luôn. Rồi làm theo cái thể mà từ 5 chữ đến 7 chữ thì chúng ta thấy rằng thì là trong thơ luật đó, thời xưa đó, là có loại thể thơ ngũ ngôn tức là thơ 5 chữ và thơ thất ngôn tức là thơ 7 chữ. Rồi còn cái hình thức thứ ba mà như tôi nói là phú, tức là một cái bài viết, cái bài viết đó nó không theo làm theo cái thể thơ nhưng mà nó phải có vần với nhau, thành ra cái đó nó gọi là biển văn là như vậy. Thì tức là từ 6 chữ trở lên, 6 chữ chẳng hạn như là cái câu đối, cái vế trên đó, chẳng hạn như con ruồi đậu mâm xôi đậu, thì cái vế đối lại đó là gì? Là con kiến bò đĩa thịt bò. Chúng ta để ý thấy ở trên đó, mà con ruồi đậu mâm xôi đậu, có hai chữ đậu, đậu trên với đậu dưới, xôi đậu, còn cái đậu trên đó là đậu
Tức là cái con ruồi đó nó hạ cánh xuống đâu thì gọi là động, nhưng mà dưới cái sôi động thì đó là món ăn. Thì cái con kiến bò đĩa thịt bò cũng vậy, thịt bò thì đối với sôi động tức là một thứ thực phẩm, nhưng mà cái con kiến bò, chữ bò đó là động từ. Rồi một hai cái câu khác, Lý Thu của bà Hồ Xuân Hương. Chúng ta nhớ bà Hồ Xuân Hương là một nhà thơ, một nhà thơ phụ nữ, nhưng là một nhà thơ rất là hóm hỉnh. Không những thế mà lại còn có một cái tài năng hơn người. Cho nên thường thường là bà bị những bạn bè, nghĩa là khác giới, ví dụ như là các ông thư sinh đó, thì thấy bà có nhan sắc là chiêu ghẹo hoa, thành ra chọc em. Thì một hôm bà lỡ té, lỡ ngã xuống, bà đứng dậy và nói chuyện hẹn ngay, giơ tay với thượng trời cao thấp, soạn cảnh đo xem đất vắn dài. Chúng ta để thấy là chữ thẹn bằng hai cái câu để khiến mọi người là phải thôi không dám thế chứ. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị của cùng Tuyết Nhi và giáo sư Đặng Phùng Quân biết thêm chi tiết về điểm chung của câu đối Tết sau một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề về câu đối Tết của người Việt mình.